mở đầu bản tin là video cho thấy một trong những buổi huấn luyện chiến đấu trực diện của lữ đoàn Khatia, Ukraine. Gần Avdiivka, những người lính của lữ đoàn thứ 53 Ukraine tiếp tục hạ lính Nga và phá hủy các nơi trú ẩn của họ bằng UAV cảm tử. Người lính Nga này bắn liên tục nhằm hạ gục mối nguy hiểm, tuy nhiên đã không thành công. Đây là video tổng kết các chiến công ở Kherson của lữ đoàn độc lập số 14 Ukraine. Họ đã phá hủy số vũ khí của Nga trị giá hơn 50 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống phòng không Buk-M2 khoảng 30 triệu đô la Mỹ, radar cho hệ thống phòng không Buk khoảng 10 triệu đô la Mỹ, P-330 trạm tác chiến điện tử vô tuyến Jitel khoảng từ 5 đến 10 triệu đô la Mỹ, pháo tự hành Jansint S khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Lữ đoàn cơ giới 14 điều UAV thả bom tiêu diệt hai lính Nga đang nã đạn về phía quân đội Ukraine. Theo hướng Kiev, trong một đợt đẩy lùi UAV loại Shahed-136-131, 50% mục tiêu đã bị bắn hạ bởi các nhóm quả lực cơ động được trang bị súng phòng không và súng máy cỡ nòng lớn của Ukraine. Lính Ukraine đang lắp ráp một khẩu súng phóng lựu 40mm MK-19 của Mỹ vừa mới được cung cấp. Hình ảnh cho thấy súng máy Browning M2 của Mỹ được ghép nối trên chiếc Humvee của một trong những nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine.
chàng lính Ukraine này đã tiêu diệt được 25 xe bọc thép của Nga trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 10 tháng 2 thông báo rằng Nga đã tấn công Kharkov bằng máy bay không người lái Shahed. 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 đứa trẻ dưới 7 tuổi và 1 trẻ sơ sinh. UAV của Nga đã tấn công một trạm xăng, xảy ra sự cố tràn nhiên liệu diesel và xăng tràn ra đường phố. 14 ngôi nhà cháy rụi, 50 người phải sơ tán. Các binh sĩ Ukraine này đang đứng nghe đạn pháo rền vang, chuẩn bị tiến vào chống đỡ các cuộc tấn công của quân Nga ở hướng Avdiivka. Họ chỉ cách chiến trường có vài km. Một tình nguyện viên Ukraine sáng chế và thử nghiệm súng bắn lưới để chống lại drone FPV của Nga. Các chiến binh Ukraine vừa trở về nhà sau thời gian dài bị giam cầm ở Nga đã nhận được các bức tranh do trẻ em Ukraine vẽ, kèm theo những lời động viên. Bộ Quốc phòng tuyên bố, ngay cả những trẻ nhỏ Ukraine cũng tin vào sức mạnh của lực lượng vũ trang. Vậy nên, Ukraine là một quốc gia không thể bị đánh bại. Cuối bản tin là video cho thấy người lính Ukraine cầu nguyện trước Chúa và sự lạc quan của các chiến sĩ trên chiến trường, miệt mài ngày đêm. Vì một Ukraine hòa bình không còn tiếng súng đạn, họ cho biết công việc này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng xứng đáng.